Xin chào cả nhà, hôm nay mình xin chia sẻ cái chức năng mà kiểm tra thứ hạng từ khóa trên Google nha các bạn. Thì trước tiên các bạn vào cái phần kiểm tra thứ hạng, rồi xong mình bấm thêm dự án. Ở đây mình chọn đại một trang web này, xong bấm thêm. Mình bỏ HTTP đi nha. Đây, ở đây mình bỏ dấu ngoặc này đi luôn. Rồi nhìn định dạng nó là như vậy nha, mình bấm Insert. Thì mình để số 1 đi. Rồi sau đó mình chọn dự án, bấm thêm từ khóa. Thì bây giờ mình chọn đại cái từ khóa trong đây đi. Rồi mình bấm copy, sau đó mình paste vô đây, xong mình bấm thêm từ khóa để nó add vô danh sách cho mình, nó lưu lại nha. Rồi bây giờ tiếp tục mình bấm kiểm tra thứ hạng, mình bấm chọn từ khóa kiểm tra, bấm kiểm tra thứ hạng thì sẽ kiểm tra từ khóa cho mình nha. Ở đây nó sẽ lưu được vị trí cũ và vị trí mới, tên hiển thị đây, thế phần mà kẽm thì đang nằm ở vị trí số 2, link này lên top, ngày tháng. Thì bây giờ mình test thử nha. Đây, thế này kiểm tra đây, thép học lớn vị trí số 2. Ở đây nếu nó có vị trí cũ thì nó sẽ tăng lên nha, số này số tăng nè. Nào lên top thì nó sẽ báo màu xanh. Đây. Hơi một mặt kẽm vị trí số 2 nha. Rất là chính xác. Mình xin kết thúc video đây nha. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Chúc các bạn một ngày tốt lành.